Út sữa, tắm rửa bắn mẹ ra đây chơi hai bà Út ha. Rồi, khác nữa luôn. Rồi làm gì vậy? Quánh bóc hả? Quánh bóc. Hả? Sao nào quánh bóc hả? Vậy mà nó khoái cái nãy giờ nó kêu. Nãy giờ nó kêu nó đưa nó đeo cho nó. Rồi chơi rồi, nó bay cho chú nha.